cũng theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ 9, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Lê Minh Hưng, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970. Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Dân tộc Kinh. Chức vụ Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Tránh văn phòng Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tháng 11 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 15, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ, chính sách công. Giai đoạn 1998 đến 2002, Phó trưởng phòng, trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, vụ hợp tác quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2002 đến 2009, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2010 đến 2011, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2011 đến 2014, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2014 đến 2016, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó tránh văn phòng Trung ương Đảng. Từ năm 2016 đến 2020, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2020 đến 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Tránh văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa 15 tháng 7 năm 2021. Từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực